Chính phủ Indonesia đã cấm người dân đi lại từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Đây là năm thứ hai chính phủ nước này phải đưa ra lệnh cấm như vậy trước lễ Eid al-Fitr, một trong những thời điểm lưu lượng người di chuyển tăng mạnh. Khu chợ vải nổi tiếng ở thủ đô Jakarta vẫn chật kín người trong những ngày này. Lễ Eid al-Fitr đánh dấu chấm dứt tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Năm nay, lễ hội này rơi vào ngày 13-14 tháng 5. Indonesia vừa thông báo ghi nhận các trường hợp đầu tiên mang biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Ấn Độ. Indonesia hiện là nước có nhiều ca mắc và tử vong vì COVID-19 nhất Đông Nam Á, với hơn 1,67 triệu ca mắc và gần 46.000 ca tử vong.